Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cân Thầy Nhật Nhạ, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, tiếp tục hôm nay ngày 14 tháng 6 lên nô chữ Y 14 con máy nha. Vâng, máy em báo tất cả trên mặt hàng đều đã có phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Phụ kiện kèm theo bao gồm dao dài, bắp phát cước, giày đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc gì hết và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra, được quyền techno trước khi giao tiền cho nhân viên giao hàng ạ. Và các bác lưu ý liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Và lô chữ Y như em vừa nói đấy ạ, các bác thích con nào thì các bác phải biết được cái mã của nó ngày bao nhiêu. Ví dụ thích con Y2 chẳng hạn này, đẹp xuất sắc, giá chỉ 1.300.000 đồng cho Maruti Yamaha 23cc nòng 32 ly chẳng hạn. Các bác chỉ cần nhắn tin chốt Y2 rồi nhắn địa chỉ, số điện thoại, người nhận, thế là xong. Các bác liên hệ qua hai hình thức, qua hình thức tin nhắn số hai số điện thoại em vừa nói trên đó, hoặc là qua Zalo hai số điện thoại đó như để đặt hàng cho các bác. Và tất cả những cái dòng máy đến từ máy Nhật bãi trên thị trường máy phát cỏ nói chung đều gần như là 99% là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt nhá. Và nói chung là ngoại trừ nó có một số ít thôi ạ, nhưng ông có thể định ngày nào cũng có duy nhất một con máy cuối cùng là máy 4 thì thôi ạ, còn toàn bộ là máy 2 thì hết. Và đã là 2 thì xăng phải pha nhớt, và đã là pha nhớt thì phải là có khói nhá. Vâng, sáng nay em vừa ơi, chốt một con tương tự TL23 cho một bác khách ạ. Bác ấy bác đã nhắn, bác ấy bảo là nếu mà có ra khói thì tôi không nhận hàng đâu. Dạ, em nói trên video rất nhiều rồi. Máy 2 thì xăng pha nhớt pha là phải có khói. Và cái khói nhiều, khói ít là pha nhiều nhớt hay ít nhớt ạ. Chứ không phải là máy có vấn đề gì mà nó ra khói nha. Tại vì trong cuộc đời làm nghề của em ạ, cũng có bán online thì em mới bán được 4-5 năm nay thôi. Nhưng mà có hình như có 2-3 đơn hàng đấy ạ. Lý do bom hàng vì lý do máy khói. Khi giải thích cho khách hàng, những khách hàng đó ấy, thì người ta lại không nghe. Nói chung là ông ấy trả lời mà ta làm mấy cái máy để ta biết chứ, cái máy này có vấn đề thì máy nó với khói vậy chứ. Dạ, em xin thưa tất cả những cái bác nào mà máy 2 thì mà về khói nhiều mà không nhận ạ, xin đừng đặt hàng nha. Tại vì em nói cho rõ trên video rồi, nó khói nhiều hay khói ít nó là do các bác pha nhiều nhớt hay ít nhớt nha. Toàn bộ động cơ của máy 2 thì không có nhớt ở trong đâu ạ, toàn bộ là nó khô rom luôn ạ. Cái nuôi trơn bộ phận, nói chung bộ phận ruột gen đồng bà bê tông ấy ạ, là do cái xăng pha nhớt này. Khi nguyên lý hoạt động của nó ấy ạ, nó đốt xăng nhớt chảy, nó cũng phải đốt nhớt nữa ạ, có một số dư một chút ấy ạ, thì nó để nó nuôi gen. Nên là trong quá trình các bác pha nhiều máy nó cũng bền, mà pha ít nhớt thì các bác biết đấy ạ, nột ngay lập tức. Còn kể cả các bác pha nhiều, có một số quan điểm ấy ạ, pha nhiều nhớt cho mát máy hoàn toàn sai nha. Pha nhiều quá nó không hỏng ngay đâu ạ. Trong quá trình phát một hộp hai hộp, nó đốt không hết, nó đóng cặn lại, nó bó bạc lại, nó dẫn tới xước nòng bạc bê tông nha. Đó chứ không phải cứ pha nhiều nó mát máy đâu ạ. Pha chuẩn liều lượng cho em ạ, 1/20, một lít nhất là 20 lít xăng, đó là những cái dòng nhớt thông thường. Còn nhất đắt tiền, nhất cao cấp hơn thì các bác pha giảm nhớt đi, 30-40/1 nha các bác. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn. Như mọi khi, trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Vâng, tất cả những con bình xăng dưới bắt đầu khởi động phải nhấn nút bơm xăng hết. Đó, các bác thể thấy ạ, nó có hai ống xăng, một ống xăng xuống, một ống xăng lên. Đó, khi các bác muốn bóp xăng mà để cho nó chuẩn đấy ạ, các bác cái bóng xăng lên này này, các bác làm sao bóp ống xăng lên này này, các bác làm sao bóp làm sao cho nó hết bọt nha. Còn cái bọt ở cái ống xăng xuống này không quan trọng, quan trọng ống xăng lên nó phải hết bọt. Rồi bắt đầu xăng từ bình xăng lớn lên bình xăng con, rồi muốn cho bình xăng con vào, xăng từ bình xăng con vào bồn đốt được ạ, thì phải đóng cái ne này. Nè thì nó có rất nhiều kiểu, đa phần 99% là bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số ít bên tay trái, thả xuống, nổ rồi nhấc lên, nằm ngược lại bên tay phải nha. Đa phần là hai cái dòng ne này là chính, còn một số cái dòng ne khác nữa. Nói chung là ne tay đỏ, nói chung là có 4, 5, 6 cái cách đóng ne đấy ạ. Nó tùy theo từng con máy, các bác phải biết được chiều nào chiều đóng, chiều nào chiều mở thì vận hành một con máy sáng ra hết xăng hoặc nông ngày không sử dụng thì nó mới dễ nổ được nha. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc nông ngày không sử dụng thì mình làm thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ đây này thì không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng ne nữa, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ.
Vâng, đồ chữ Y ngày 14 tháng 6 nha. Y1 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Marujama BC20C. 20cc lòng của nó là 30 ly công suất cỡ nhỏ. Con này cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Các bác có thể thấy ạ. Rin nguyên bản 100% cho các bác. Ốc còn vàng nguyên các bác ạ. Với tất cả những thương hiệu Marujama nói chung, nóc máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi hết. Với phiên bản bố tum liền, tay gà giữ, đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản hết, đầu bo ngực chống cuốn cỏ và chỉ có giá 1.100.000 đồng thôi ạ. Và với những cái thương hiệu Maruyama 20cc hoặc là 23cc này, nó thiết kế rất gọn gàng, nhẹ nhàng nha. Thích hợp với bác nào cao tuổi, chị em phụ nữ thích phát cỏ, mục đích công việc gia đình, phát ít, phát vừa phải. Các bác có thể chọn những con Y1, Y2 ngày hôm nay nha. Với những thương hiệu Maruyama, hầu như đa phần nó là một trong những con đời cao. Nếu mà xét về yếu tố ổn định, tiết kiệm rằng em nói trên rất nhiều video rồi ạ. Nó thuộc hệ hàng đầu đấy ạ. Ổn định và đã là chế ga ngang qua mô rồi. Tất cả những con máy đã sử dụng chế bình xăng con cái chế này rồi ạ. Thì con nào cũng tiết kiệm rằng hết nha các bác. Và cái giá nó rất hợp lý cho các bác thích một con vừa vừa túi tiền thôi. Đeo nhẹ thì chọn Y1, 1.100.000 đồng ạ. Nhìn hơn Y1, các bác có thể chọn Y2. Maruyama KC23, 23cc, lòng con này là 32 ly nha. Và với phiên bản này con này thì nó cũng tình trạng của em nó cũng rin nguyên bản hết cho các bác. Có sử dụng bù giật, có trợ lực này, chế ga ngang qua Moro. Và với đặc biệt hơn phiên bản nó đang sử dụng bố tum rời, tum nhôm bô côn 260. Tương đối là xuất sắc đấy ạ. Với phiên bản tay ghi đồng 1, gà giữ, đầu bò riêng cho các bác. Vâng, với con máy này thích con máy rồi, không thích tay thì các bác có thể đổi nha. Có thể đổi qua tiền ghi đồng đôi. Hoặc đang ghi đồng đôi, không thích ghi đồng đôi, có thể đổi sang ghi đồng 1, giá tiền vẫn vậy. Hoặc là ga cũng vậy ạ, không thích ga giữ thì mình có thể thay tay ga bóp nhạy. Ví dụ bóp nhạy như những con giống như vậy này thì là miễn phí này. Đó, còn bóp hộp ấy ạ, bóp hộp thì các bác phải thêm 100.000 nữa nha các bác. Có hộp mới loại tốt nhất thêm 100.000. Quan trọng các bác thích cái máy thôi ạ. Còn tay ga hay là tay ghi đông đều có thể đổi được hết nha các bác. Vâng, Y2 hôm nay giá chỉ 1.300.000 đồng cho thương hiệu Marujama 23cc lòng 32 ly ạ. Thì chọn Y1 và Y2 ngày hôm nay ạ. Nhìn hơn Y1, Y2 các bác có thể chọn Y3 ngày hôm nay ạ. Một con Maruyama 26cc lòng 34 ly. Và bên ông Quý Thịnh em bán xả con này nha. Tình trạng của em nó rin nguyên bản hết đấy ạ. Nhưng mà chỉ có giá 1.400.000 đồng thôi ạ. Đó, như các bác thấy ạ, tương đối là xuất sắc đấy ạ. Với phiên bản bố tum liền, sử dụng chế hệ qua ngang qua Moro, chế một kim, tay gà giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, Y3 chỉ 1.400.000 đồng cho thương hiệu Maruyama, phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Con này cái máy của nó, màu của nó là màu này nha. Đó chứ không phải nó ngả màu lắm đâu các bác ạ. Vâng, 1.400.000 đồng Y3. Vâng, với bác nào thích vẫn như thích những thương hiệu Maruyama với những phiên bản 26cc lòng 34 ly, con số Y4 này nó là một trong những phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Maruyama 26cc lòng 34 ly. Với phiên bản MB2630 26cc lòng 34 ly nha. Và với những phiên bản này nó cũng là một trong những phản phát cây gã để mà so sánh với những cái thương hiệu khác nhau như Maruyama hay là Mitsubishi hay là Zenquad Komatsu ấy ạ. So sánh với một con này với TL26 chẳng hạn, nó con này chất lượng ngang ngửa như các bác, nhưng mà lại giá tiền thì nó hợp lý hơn cho các bác. 1.850.000 đồng cho thương hiệu Maruyama MB2630 26cc lòng 34 ly, với phiên bản chế ga ngang qua Moro, hai kim chỉnh rồi, quá xịn sò luôn ạ. Bố tung rơi, tung nhôm, bố côn 260, quá xuất sắc luôn ạ. Tay gà giữ công tác luôn nha tay.
Đầu vo chắn cỏ rin nguyên bản từ A tới Z cho các bác. Vâng, Y4 1.850.000 đồng ạ. Với FC Techno con số Y4 ạ. Vâng, Y4 1.850.000 đồng ạ. Vâng, với những thương hiệu Echo, Senawa hay là Zenwatco Matsu G2K này, bên đây có thể định ngày nào cũng có hết. Nhưng mà em với những thương hiệu này em chỉ đăng một con thôi. Và đang phần đó ở phân khúc 25-26cc, lòng 33-34 ly nha. Túi tiền rất phải chăng cho những cái thương hiệu như con số Y5, Y6, Y7 ngày hôm nay. Đó, nhưng mà ngược lại chất lượng của nó ạ, nó cũng ngang ngửa với lại những con 261 2.150.000 đồng hoặc là TL26 hay là 261 2.350.000 đồng nha. Để mà mua một trong những con máy vừa phải túi tiền, đó, đặt cái túi tiền lên hàng đầu và cái chất lượng máy lên hàng đầu ấy ạ, thì chọn những con Y5, Y6, Y7 ngày hôm nay nha. Vâng, Y5 là một con đến từ thương hiệu Zenwatco Matsu SRE260, 26cc lòng 34 ly với phiên bản trục giật trợ lực cót lớn nha các bạn thấy ạ, nó ùng ra này. Trục giật trợ lực cót lớn, chế bơm xăng tự động, chế vú bơm lớn, chế ga đứng, chế quả ga, bố tum liền tum nhôm, tay ga giữ công tác luôn trên tay, đầu bo chắn cỏ thì nguyên bản hết cho các bác. Và chỉ có giá 1.550.000 đồng thôi ạ. Đó, và ở cái những mức tiền như thế này này, như con Y5, Y6, Y7 em khẳng định với các bác, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đấy ạ. Nhưng mà ngược lại cái nhìn chung về độ sắc đẹp của nó ấy ạ, thì chắc chắn rồi nó sẽ không thể bằng những con Maruti Yamaha hoặc là bằng những con Mitsubishi cả. Và ba con những cái thương hiệu như thế này này đều là một trong những dòng phát chuyên nghiệp, phát cày gã được, tuy nó ở phân khúc cỡ trung bình 26cc lòng 34 ly thôi, nhưng mà với những phiên bản này các bác có thể phát cày gã được như con Y5, Y6, Y7 như các bác. Và tốc độ tua máy của ba cái dòng này ạ cực kỳ cao luôn ạ. Vâng, xin tiếp nổi con số Y5 trước, Echo Qlit 26cc lòng 34 ly, giá 1.550.000 đồng ạ. Chiều công tác xuống là tắt nên là bật nha các bác đi, chiều công tác con này trước khi vận hành máy ạ. Trục giật trợ lực thì cực kỳ nhẹ nhàng đấy ạ, nhẹ cả nó nổ thôi ạ. Vâng, Y5 1.550.000 đồng ạ. Vâng, bán xả cho các bác con Y6, hôm nay một con Sinagua 3 số em bán chỉ 1.450.000 đồng nha. Con này tương đối là xuất sắc, nhưng mà giá hôm nay là cái với cái mức giá này là giá bán xả, so với các kênh khác các bác bỏ là ít nhất tầm 200-300.000 đồng một con Sinagua 3 số này ạ. Versinova Shop 250 25cc lòng 33 ly, thiết kế cực kỳ gọn gàng nhẹ nhàng nha. So với con Echo hoặc là so với con Zenwatco Matsu thì con Versinova này thì nó đeo nhẹ hơn một chút nha. Tốc độ máy của nó cũng tương đối là cao, có trợ lực bằng nồi xo ạ. Với phiên bản này cũng sử dụng chế Wamoro, chế ga đứng, chế quả ga, bố tum liên. Đó các bạn thấy ạ, tương đối là xuất sắc. Với phiên bản tay ga bóp nhả nha, có mức tăng chỉnh cái dây ga ở ngay cái tay ga này luôn ạ. Đầu bò rin cho các bác. Vâng, Echo, xin lỗi ạ, Sinagua Shop 250 25cc lòng 33 ly, giá chỉ 1.450.000 đồng Y6 ngày hôm nay nha các bác. Vâng, Y6 chỉ 1.450.000 đồng. Vâng, với con Y7 đó là một con đến từ thương hiệu Zenwatco Matsu. Với bác nào thích một trong những con máy 26cc lòng 34 ly ạ, khỏe nha. Tại vì em lý do em sao nói sao làm khỏe ạ,
Con này nó sử dụng xác lớn nên là nó gần như là nó khỏe hơn tất cả những con 26 ở tất cả các thương hiệu đấy ạ. Ngoại trừ cái con mà Sinagua S26 là thôi ạ. Sinagua S26 là khỏe nhất trong những cái phân khúc 26cc lòng 34 ly. Xong tới con Zenwatt Kobatsu G2K này nha. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Và với những phiên bản này thì cái túi tiền nó cực kỳ phải chăng. Và đặc biệt hơn nữa, bên Nông Cơ Thành Định đã lên chế ga ngang, chế mới. Cái dòng chế là với những thương hiệu này mà đã lên chế này rồi ạ, thì nó cực kỳ khỏe luôn và tiết kiệm xăng nha các bác. Và bỏ ra một cái tiền thì cực kỳ rẻ rồi ạ. Chỉ 1.600.000 đồng nha. Với phiên bản bố tum rơi tum nhựa Bucon 260 tương đối là xuất sắc ạ. Tay gà giữ như các bác thấy đấy ạ, từ cái cùm này làm cực kỳ chắc chắn luôn ạ. Đầu bò rin cho các bác. Vâng, con i7 ngày hôm nay chỉ có giá 1.600.000 đồng cho thương hiệu Zenwatt Komatsu, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Và với những thương hiệu này, ở khách địa phương muốn mua một trong những con phân khúc cỡ trung bình 26cc làm bài từ lý ạ, đa phần thì em tư vấn cho những cái thương hiệu như con số i7, i6 hoặc i5 này này. Đó, nó vừa túi tiền mà nó xài cực kỳ bền luôn ạ. Vâng, i7 1.600.000 đồng ạ. Con này sử dụng công tắc ấn ngay trên này nha các bác. Vâng, i7 Zenwatt Komatsu có tên gọi G2K 26cc lòng 34 ly chỉ có giá 1.600.000 đồng ạ. Vâng, i8, i9, i10, i11, i12 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. Đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi đời TL, nó đắt tiền hơn cả so với tất cả các thương hiệu khác ạ. Thì nó đều sử dụng bố tum rơi. Chắc chắn thôi, nó là những thương hiệu đầu bảng. Như em nói đấy ạ, nó chắc chắn là so với những thương hiệu Echocurit thì chung là nó ngang bằng hoặc là nó hơn. Nhưng mà ngược lại các bác phải bỏ ra cái túi tiền hơn một chút nha. Em phân tích cho các bác để các bác lựa chọn cho con nào cho thích hợp. Vâng, con i8 và i9 hôm nay giới thiệu cho các bác hai con đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly, đẹp xuất sắc ạ. Đó, bộ trắng Giáng sinh. Với phiên bản đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi đó là chế ga ngang Wamoto 2 kim chỉnh nha. Wamoto 2 kim chỉnh thì nó có chữ Wamoto ở đây ạ. Và đặc biệt hơn nữa, hai con này đều sử dụng bố tum rơi tum nhựa Bucon 260. Tay gà giữ hết cho các bác, đầu bò rin hết cho các bác và chỉ có giá 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng i9, 1.600.000 đồng i8 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ. Và với những cái mức giá 1.600.000 này, biết được Thành Định nếu mà để vào các bác để ý xem một cái khác ạ. Một con Maruyama 23cc đó như con số i2 này, ở các kênh khác người ta đã phải bán 1.500.000, 1.600.000 rồi ạ. À, đây là Mitsubishi đời TL nha, nó cao cấp hơn cả, nó đắt tiền hơn cả và cũng chỉ có 1.600.000 đồng thôi ạ. À, vâng, em xin tiết lộ con số i8 ạ. Vâng, i8 1.600.000 đồng, i9 cũng vậy nha, hai con như nhau, xuất sắc như nhau, đẹp như nhau và giá tiền cũng như nhau. Vâng, i9 cũng 1.600.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ. Vâng, em xin nhắc lại một lần nữa, con số i8, i9 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 và chỉ có giá là 1.600.000 đồng.
Vâng, nhìn hơn i8, i9, các bác có thể chọn i10, Mitsubishi TL26, 26cc lòng 33 ly ạ. Và với con i10 là TL26, i11, i12 là TL261. Thì 261 thì nó đắt tiền hơn, nhưng mà nó hơn nhau 0,1 công suất thôi ạ. Và chắc chắn rồi, không phải nó ngon hơn như em nói trên rất nhiều video đây ạ. Một con máy cùng một cái thương hiệu, cùng một cái đời sản xuất, ví dụ 26 và 261, không hề ngon hơn nhau nha. Cái đắt tiền hơn ở đây ạ, nó nhìn hơn một chút công suất thì nó đắt tiền hơn nha. Vâng, Mitsubishi TL26 với 261 nó đều đóng số 26 ở lòng hết nha các bác. Đều đóng số 26 ở lòng hết, 26 ở lòng hết. Và đặc trưng của những cái thương hiệu này thì đều sử dụng chế ga ngang qua model 2 kim trình, bố tum rơi, tum nhôm bố côn 260. Đó, như các bác thấy đấy ạ, tương đối là đẹp nha. Tay ga giữ, đầu bo chắn cỏ, rin nguyên bản hết cho các bác, đầu bo ngược chống cuốn cỏ. Vâng, bên đây có thể định chỉ bán giá 2.150.000 đồng nha. i10 2.150.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, xin tiếp tục con số i10 ạ. Đó, tiền nào của đó nha, nghe cực kỳ đã luôn. Với những thương hiệu Mitsubishi TL, tốc độ tua máy, ga lên nhanh thì nó thuộc hệ đầu bảng nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ạ, thiết kế form dáng thì nó nhẹ nhàng, gần như là nó nhẹ nhàng nhất đấy ạ. Thua mỗi Maru, về cái độ nhẹ thua mỗi Maru thôi. Nó còn gầu như là phần nó nhẹ hơn tất cả các thương hiệu khác đấy ạ. Vâng, i10 2.150.000 đồng ạ. i11, i12 Mitsubishi TL261. Và đây cũng là một trong những phiên bản được đặt nhiều, chốt nhiều và đặt những con tương tự nhiều nhất bên Đông Quê Thành Định ạ. Tại vì lý do em nói làm sao chốt con tương tự ạ, bên Đông Quê Thành Định luôn luôn có những con tương tự để phục vụ các bác khi các bác chốt chậm, chốt hụt nha. Đó, ví dụ bên các bác báo là tôi thích i11 này chẳng hạn, bên nhân viên em báo con nói em chốt rồi, các bác có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại có Zalo em vừa nói trên đó đấy, liên hệ tôi muốn mua TL261. Lúc đó em sẽ quay video gửi cho các bác một con y chang như thế vậy ạ. Đúng, ok, đúng con tương tự, đúng con máy chất lượng thì mình hãng nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận nha. Còn những cái trường hợp mà chưa ưng lắm ạ thì các bác có thể chờ những video sau. Ngày nào cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày nha. Vâng, tiếp tục lại hai con đẹp xuất sắc đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261. Các bác thấy đấy ạ, hai con đẹp như nhau, xuất sắc cũng như nhau. Đều có giá là 2.350.000 đồng nha. Chắc chắn rồi, như em nói đấy ạ, đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi TL, nó sử dụng chế hệ ga ngang qua model 2 kim chỉnh, lốc máy made in Japan, dập nổi ở lốc máy nha. Xoay bên này cho nó dễ xịn. Vâng, nòng 26 chắc chắn rồi, nó có đóng số 26 ở đây. Và nó đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bố côn 260, con này cũng vậy. Tay ga giữ hết, đầu bò rin hết cho các bác. Vâng, i11 2.350.000 đồng ạ. Em xin tắc nổ con số i11 Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, i11 2.350.000 đồng ạ. i12 cũng vậy nha, như em vừa thông báo đó, hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau và giá tiền cũng như nhau ạ. Vâng, i12 cũng 2.350.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ.
Em xin nhắc lại một lần nữa, i11 và i12, hai con đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261, đều có giá là 2.350.000 đồng ạ. Và hôm nay có duy nhất một con máy lớn đến từ thương hiệu Marijangma nha. Và với bác nào thích một trong những con máy phân khúc 32cc, tổng con này là 38 ly, thiết kế gọn gàng nhẹ nhàng nhất so với tất cả những cái thương hiệu khác còn lại ở cái phân khúc này nha. Các bác lưu ý nha, ở cái phân khúc 32cc lòng 38 ly, con này là con nhẹ nhất nha, cân nặng của nó rơi vào tầm chắc tầm 6kg thôi các bác ạ. Đó, còn để mà ở cái tầm phân khúc này thì chắc chắn rồi, nó phải rơi vào tầm 7kg cơ, nó nhẹ hơn gần 1kg so với tất cả các thương hiệu khác đấy ạ. Và đặc biệt hơn nữa, phiên bản này đang sử dụng trục giật trợ lực bằng cót kéo nha, nghĩa là các bác chỉ cần kéo lên thôi, thả xuống, cái cót giật nổ máy cho mình. Đó, rất thích hợp với bác nào cao tuổi một chút, chị em phụ nữ thích một phát một trong những con máy lớn đeo nhẹ thì i13 là đúng bài của bác các bác đấy ạ. Chế ga ngang Wamoro, chế một kim. Nóc máy dập nổi Made in Japan, dập nổi nha. Và máy lớn thì nó thiết kế thường thường máy lớn những phân khúc tầm này ở những thương hiệu khác thì nó phải thiết kế tum 330, tum lớn côn lớn. Nhưng mà thương hiệu này nó lại thiết kế tum 260 nha. Nghĩa là nó vừa cái tum này, nó ráp vừa với lại những con Honda GX 25 này, hoặc là với tất cả những con Mitsubishi trong lô buổi tối ngày hôm nay ạ. Với phiên bản tay gà giữ, đầu bò rin, đầu bò ngực chống cuốn cò cho các bác. Vâng, i13 ngày hôm nay với cái mức giá 2.250.000 đồng này cũng là mức giá bán xả đấy ạ. À, em để ý rồi, các kênh khác không bán một con Marijangma 32cc lòng 38 này dưới giá 2.500.000 đồng với phiên bản trợ lực đấy đâu ạ. À, vâng, i13 2.250.000 đồng ạ. À, đó, còn cái trợ lực này khi các bác lên cót nha, rồi các bác kéo lại nhẹ thôi ạ, thả xuống cắt cót giật nổ máy cho mình ạ. Chiều công tác con này xuống là tắt nên là bật. Với con này thì các bác phải để ý chiều công tác trước khi vận hành máy ạ. Vâng, i13 2.250.000 đồng nha. Đó, em xin giật lại một lần nữa này, kéo này lên cót này, cót giật nổ máy cho mình nha. Vâng, con cuối cùng hôm nay một con 4 thì xăng trắng nhất riêng với tất cả những cái thương hiệu như con số i1 và i13 đều là dòng 2 thì. Và em xin nhắc lại một lần nữa, đã là 2 thì là phải pha nhớt. Đã là pha nhớt là phải có khói, và khói nhiều khói ít không phải là do con máy nó tạo ra khói, mà là do các bác pha nhiều nhớt thì nó khói nhiều, ít nhớt thì nó ít khói thôi ạ. À, nhưng mà nó buộc phải có khói nha. Các bác nào pha mà không thấy một con máy mình có khói ạ, à, các bác phải pha thêm nhớt. Hoặc là khi thấy mà nó khói lên đi ạ, à, như đốt nhang muỗi ạ, à, thì các bác phải pha giảm nhớt đi. Còn với bác nào không thích pha xăng nhớt, với những con máy mà nó ra khói mà nó có bệnh nhẹ thì chọn i14 ngày hôm nay nha, bao cho các bác không ra khói luôn ạ. À, xăng trắng đổ đây, nhớt đổ đây. Tiếp tục là một con 4 thì Honda GX 25, 25cc lòng 35 này nha. Và chắc chắn rồi, đã là 4 thì mà nó mà ra khói rồi thì chắc chắn là nó phải có vấn đề đấy ạ. À, nó có vấn đề thì mới ra khói. Vâng, với con Honda GX 25, con i14 này, tình trạng của em nó thì cũng đi nguyên bản 100%, và tất cả những thương hiệu Honda mặt hàng chính hãng, nóc máy đều có dập nổi, Honda GX 25 dập nổi. Còn từ cái lắp gió cho đến lắp áo ấy, khi các bác muốn kiểm tra ở lắp gió rin hay là lắp áo rin này, các bác cứ tháo con ốc này ra này, đó, lật lên, toàn bộ dập nổi Honda hết cho các bác nha. Và với phiên bản này nó đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bồ côn 260, tay ga giữ, chiều công tác thẳng như vậy là bật nha. Còn trái, phải đều là tắt hết, các bác để ý chiều công tác con này trước khi vận hành máy ạ. Tem mác Honda ở trên cần còn y nguyên hết nha. UMK 425, đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản hết. Vâng, với con i14 ngày hôm nay sẽ có giá 2.400.000 đồng nha. 2.400.000 đồng i14 cho thương hiệu Honda GX 25, 25cc lòng 35 ly ạ. Các bác có thể nghe tiếng căng tì đấy, cực kỳ êm luôn ạ.
Không có khói, không cần phải pha xăng nhớt, xăng trắng đổ đây. Nhớt đổ đây, một con Honda 4 thi, giá 2.400.000 đồng cho con số Y14 nha các bác. Bên vừa báo giá cho bà con nô máy 14 con, cũng quy tụ rất nhiều thương hiệu máy cho đến phân khúc CC máy cho đến giá tiền máy. Bác nào chốt con nào, chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Và xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.